bí ẩn 21 chiếc quan tài tung hỏa mù trong đám tang bao công bảo công khi còn sống có không ít kẻ thù. Chính vì vậy gia quyến của ông đã phải mất rất nhiều công sức để che giấu mộ phần của ông khỏi những kẻ phá hoại. Tên tuổi của bao công gắn liền với sự thanh liêm, công chính cùng nhiều giai thoại xử án nghiêm minh, công bằng. Ông được người đời vô cùng yêu quý, được hậu thế đời đời kính trọng nhờ những phẩm chất cao quý cùng tài năng xử án bất phàm. Ngoài tài xử án, Giai thoại nhắc đến bao công còn rất nhiều trong dân gian mang sắc màu tâm linh, liêu trai trí dị, nhất là về cái chết của ông như việc 21 chiếc quan tài cùng lúc được đưa ra bảy cửa thành Lư Châu và an táng tại những vị trí khác nhau vào năm 1062. Năm ấy bao trường hưởng thọ 64 tuổi, vua Tống Nhân Tông vô cùng thương tiếc, đích thân làm chủ lễ truy điệu, ban cho ông Thụy Hiệu Hiếu Túc và đưa linh cữu về quê cũ Lư Châu an táng. Sau khi bao công qua đời, người thân sợ kẻ thù sẽ tìm cách trả thù lên di thể xương cốt của ông nên đã dùng kế sách nhằm tung hỏa mù để đánh lạc hướng sự ra đi của bao công cũng khiến dân chúng đau buồn không nguôi tại vị trí của những ngôi mộ này đều có người dân thường xuyên cúng bái thay phiên trông coi vậy nhưng khi quân kim tràn vào hợp phi bị xâm chiếm những ngôi mộ giả của bao trưởng đều ít nhiều bị hư hại và tùy táng cũng bị lấy đi phải đợi đến mãi sau này khi hòa bình lặp lại hậu duệ của nhà họ bao mới bí mật chuyển quan tài của bao công tới an táng gần ngôi mộ của phu nhân đồng thị trước kia hầu hết mọi người đều tin rằng mộ thật của bao công nằm tại tống lăng huyện củng tỉnh hà nam nơi đây cũng thường xuyên được nhân dân cúng bái tu sửa qua các triều đại không ai ngờ rằng ngôi mộ nghi ngút khói hương qua hàng thế kỷ ấy thực chất lại chỉ là một ngôi mộ giả để đánh lạc hướng người đời mộ của bao công ngày nay nằm tại nghĩa trang đại hưng tập thuộc ngoại ô thành phố hợp phì tỉnh an huy từ năm 1956, phần mộ của vị quan thanh liêm này đã được liệt vào danh sách văn vật trọng điểm được bảo vệ cấp tỉnh. Trước đó, để tìm được vị trí chính xác ngôi mộ thật của vị quan thanh liêm nổi tiếng ấy trong quần thể mộ của nhà họ Bao, giới khảo cổ Trung Quốc đã tốn không ít công sức. Chỉ đến khi chính quyền địa phương có chỉ thị di rời mộ thật của Bao Công để phục vụ cho quá trình quy hoạch, hậu thế mới biết được vị trí an táng chính xác của Bao Thanh Thiên. Từ lâu, Dân chúng trong vùng đều tin rằng mộ của Bao công nằm ở vị trí nổi bật nhất trong quần thể các ngôi mộ gia tộc họ Bao. Đến khi khai quật quần thể mộ này, các nhà khảo cổ không bắt đầu từ ngôi mộ lớn nhất mà tiến hành từ ngôi mộ nhỏ nằm lẻ phía ngoài cùng. Không ngờ rằng tại đây, đội khảo cổ đã phát hiện một quan tài làm bằng gỗ mục tơ vàng vô cùng quý giá. Chất liệu quan tài phần nào nói lên vị thế không tầm thường của chủ nhân ngôi mộ. Nhưng di cốt phía bên trong chỉ có một bộ xương không đầy đủ cũng không có kèm theo vật tùy táng nào để xác nhận thân phận. Không ngờ rằng, lớp đất phía đầu trên quan tài lại phát hiện hai tấm bia đá khắc kín hai mặt nhưng có một số chỗ bị thiếu do vỡ. Thông qua việc xác minh bằng văn tự khắc trên bia đá, các chuyên gia khẳng định một tấm là của bao công, một là của đồng thị, vị phu nhân thứ hai của ông. Tấm mộ trí của bao công đã bị đập vỡ 5 miếng, nhưng khi ghép lại vẫn tương đối hoàn chỉnh. Trên đó có khắc đến gần 3.000 chữ về cuộc đời bao trừng, hơn nhiều so với những tư liệu lưu lại trong chính sử. Để tránh nạn binh lửa và đánh lạc hướng những kẻ trộm mộ, di cốt của Bao Thanh Thiên đã được con cháu trong gia tộc họ Bao di chuyển tới chôn cất ở một nơi bí mật. Dù phát hiện có hai tấm bia, nhưng nơi đây lại chỉ có một bộ di cốt. Khi cả giới khảo cổ đang hoang mang trước sự việc này, thì sự chỉ điểm của một người xuất thân từ gia đình có nhiều đời trông coi nghĩa trang đã giúp họ tìm được hướng khai quật tiếp đó. Công tác khai quật được tiến hành tại ngôi mộ lớn nhất đây mới chính xác là nơi hợp táng bao công và phu nhân đồng thị với phần địa cung hầm mộ được xây dựng bề thế bên trong địa cung chỉ còn lưu lại một quan tài với hải cốt đã mục hoàn toàn bên trên có tìm thấy một góc bia đá vừa khớp với miếng còn thiếu trên bia đá của đồng thị kết quả giám định sau đó cũng đã cho thấy di cốt lưu lại ở trong quan tài gỗ quý thuộc về ngôi mộ phía ngoài rìa chính xác là của bao thanh thiên thì ra trước những cuộc binh biến liên miên không dứt người trong gia tộc họ bao đã bí mật chuyển quan tài an táng bao công rời khỏi địa cung nguyên táng để chôn tại vị trí bí mật hơn cũng chính là ngôi mộ nằm lẻ loi phía ngoài rìa nghĩa trang gia tộc có thể thấy tất cả những việc làm có phần phức tạp liên quan đến công tác an táng di thể bao công đều nhằm hướng tới một mục đích duy nhất đó là giúp vị quan họ bao được yên giấc ngàn thu sau khi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ lẽ phải